Đấy thì mình có làm sẵn 5 cái bao lì xì này để mình nhân cái dịp cúng trai tăng này để mình làm một chút quà gì đó cho các sư, các ni cô. Thì các bạn biết không, trong cái bao thư này thì mình cũng, vợ chồng mình không có nhiều, vợ chồng mình chỉ bỏ được mỗi cái bao thư này được 500.000 đó các bạn ạ. Mùa Phật. Ai đi đồng thời các vị Phật tử mình lấy quà bình đỏ mình phát cho mỗi vị cô bác mùa mỗi bạn nam đinh đứng dậy làm dùm sư phụ. Mùa Phật. Trong khi cúng dường chúng con thì thời gian không có, tại vì hôm nay chúng ta cũng có một cái lễ gọi là tụng kinh dược sư để mà cầu an cho thế giới hòa bình và báo tánh an lạc. Cho nên chúng ta sau cái buổi chúc thọ là chúng ta sẽ có tiếp tục tụng kinh dược sư. Cho nên chúng con xin mong khẩn cho Đô Thiền Đức mình dùng nhẹ với Phật tử Lâm Thuận Suy, tức là Lâm Thị Vui cùng toàn thể đạo tràng. Các bác cầm ở ngoài nha. Khi xong đi rồi mình ra đây. Lê Minh mến chào các cô dì chú bác, chào các anh chị đã quay trở lại đường like của Lê Minh Vlog, kênh kết nối yêu thương. Thì các bạn có biết không, thì hôm nay là ngày 12 của tháng giêng đấy các bạn. Thì hôm nay là nhân một cái dịp ngày chùa Thuyền Viện làm một cái lễ cúng chay tăng. Đấy, cho nên thì hai vợ chồng mình thì các bạn nào ở trong công viên bên đạo Phật thì các bạn cũng hiểu về cái lễ cúng chay tăng này. Thì hai vợ chồng mình hôm nay mình cũng có làm một cái ít bao thư để mình lì xì để chay tăng cho các ni cô và các sư thầy nha các bạn. Thì sau đây mời các bạn hãy đi cùng với vợ chồng mình để xem cái ngày lễ cúng chay tăng này. Đấy thì mình làm 5 cái phong thư phi vàng này là mình lì xì cho 5 sư. Đấy. Thì mình không phải là phân biệt, nhưng mà mình lì xì sư thì ở cái chùa có 5 sư thì mình sẽ lì xì 5 cái bao thư. Thì trong cái bao thư này chỉ có 500 một cái thì các bạn ạ. Thì cũng không có nhiều, của ít lòng nhiều thôi, để mình lì xì cho các sư trong cái đầu năm mới này. Và đồng thời là 20 cái bao thư để mình lì xì cho các ni cô các bạn. Thì cái bao màu trắng này là mình bỏ chỉ được một cái được 100.000 nữa các bạn này. Đây thì mình làm 20 cái như thế này, tại vì có 20 ni cô thì mình sẽ lì xì 20 cái như thế này. Thì sau đây mời các bạn hãy cùng đi với vợ chồng mình xuống dưới chùa Liên Hoa để xem cái lễ cúng chay tăng như thế nào nhé. Mời các bạn hãy cùng đi với mình nào. Thì đây là Quan Âm Ni Viện đấy các bạn. Đấy, trước mặt mình đấy thì hình như các bạn biết không, hình như là ni cô đang có làm lễ rồi. Thì đấy các bạn nhìn thấy một cái số quà này là của sư cũng mua nhân cái dịp này, sư phát cho các Phật tử này các bạn. Thì mình cũng kết hợp phát cùng với các sư và các ni cô luôn các bạn. Thì mời các bạn hãy cùng với mình để xem cái buổi làm lễ này như thế nào nhé. Như vậy mình có chắc chắn là niệm Phật, chắc chắn hơn Phật chưa? Còn nghi ngờ gì nữa không? Còn một điều rất màu nhiệm của việc hàng ngày chúng ta không biết gì. Đây là cái buổi lễ chùa Quan Âm Ni Viện chúng con tổ chức. Giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Phật. Nam mô Di Đà Phật. Không tập thanh tịnh để mỗi lời nói cử chỉ trọng luôn theo lên pháp danh Thiện Nhân, luôn cứu lòng bình sẵn, luôn minh tài pháp danh Diệu Âm, luôn mã vệ tiên, luôn san đi, luôn son đi, luôn minh thuần pháp danh Vị Đại, luôn Nguyễn Hoàng Yến Phi pháp danh Diệu Thanh. Nguyện cho tất cả gia đình nam nữ Phật tử chùa này và Phật tử tâm thiện vui, tự phục viên, khổ gian Diệu Âm luôn luôn được khỏe mạnh an lành, tâm phước, tâm thọ, sở nguyện tiền tâm các tường như lý. Trong cái buổi lễ trang nghiêm và thanh tịnh, cái lễ nắm lòng trai tăng như này các bạn, đạo pháp, đạo vị thường là trong một cái lễ hội cúng dường cho các sư cô, các sư để các ni sư và các sư cầu nguyện an tịnh tăng niên và ba thánh của Phật tử. Trong đó chàng thì nhận niệm Phật Thượng Sư Đăng Lợi để chứng minh để con đường sư cũng như cầu an túc thọ cho toàn thể. Cái đầu tiên để lì xì cho các sư và các ni cô và các sư như này thường là các sư cho trước các bạn, rồi sau tới Phật tử. Xong rồi thiệp thì được với ni cô lì xì, cái đấy là việc ni cô mà không biết bao nhiêu. Mô Phật. Các bạn cũng có một cái lễ gọi là tụng kinh dược sư để mà cầu an cho thế giới hòa bình và bá tánh an lạc. Cho nên chúng ta sau cái buổi chúc thọ là chúng ta sẽ có tiếp tục tụng kinh dược sư. Cho nên chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức mình dùng nhẹ với Phật tử Lâm Thuận Quy, tức là Lâm Thị Vui cùng toàn thể đạo tràng, và cũng mời các vị Phật tử đi về dưới đêm cho các bác và phát quà. Quý vị cũng phát quà cho anh có không để trả túi luôn. A Di Đà Phật. Khi nào xuống dưới á phải đưa ra sách ra xe đưa hết. A Di Đà Phật. Thỉnh cho tôn đức dùng dùng nhẹ A Di Đà Phật, dùng kim da và đậu hũ đá và tất nhẹ. Mời các vị mở khẩu trang ra để dùng. Đây là cái phát quà cho Phật tử các bạn. Thì mình cũng hồi hôm công đức cho các sư thầy và các ni cô tăng. Thì hôm nay là cái ngày lễ, thì như các bạn đã biết từ nãy đến giờ rồi. Thì các bạn biết không, hôm nay là cái ngày cúng chay tăng nha các bạn. Cho nên là người dân nào nếu có điều kiện thì mình đi cúng dường cho các sư, các ni cô. Đó. Bây giờ ni cô để phát quà rồi các bạn này. Để cái thứ ở ngoài nhé bà con, đừng có bỏ vào. Muốn ăn chè đâu con? Các bác cầm ở ngoài nha. Để khi xong đi rồi mình dơ lên. Đây, chị tôi để đây. Đây. Các bác quăng bỏ vô túi nha. Các bác quăng bỏ vô túi. Để cô thấy đủ chưa nha. Ở ngoài, cầm ngoài nha. Có đủ rồi ha. Rồi. Lên cũng nhiều lần nữa. Dạ. Thì qua rất Thì các bạn ơi, video cũng hơi dài rồi nên mình cũng xin phép các cô dì, chú bác và các bạn cho mình dừng tại đây. Thì trước khi dừng, mong các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký để chia sẻ, để cho mình có nhiều động lực để mình làm nhiều việc có ý nghĩa và hay hơn nha các bạn. Thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn tới cô dì, chú bác và anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua luôn luôn đồng hành cùng với mình và theo dõi. Thì các bạn có biết không, khi các bạn xem hết một video của mình thì cũng coi như đóng góp một phần vào cái công việc thiện nguyện của mình đó. Tại vì kênh của mình thu nhập được bao nhiêu mình đều đưa vào thiện nguyện hết các bạn nhé. Cho nên mình cũng mong các bạn hãy xem hết video của mình, ủng hộ mình. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn và mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất. Xin chào tạm biệt các bạn.